Cuộc sống của TikToker vi phạm sau khi kết hôn. Nghe Dũng Ghi gọi vợ ơi mà nổi hết da gà, muốn có con rồi mới tổ chức đám cưới. Vi Phạm được biết đến là một hot TikToker nhận được nhiều sự quan tâm của dân tình. Cô nàng không những để lại nhiều ấn tượng về ngoại hình sáng mà còn là câu chuyện tình đẹp với anh chàng Dũng Ghi. Thời gian qua, Vi Phạm là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Hot TikToker lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong một bộ phim sitcom với dàn nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Mỹ Duyên, Ngân Quỳnh, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Mỹ nhân này hóa thân thành một cô nàng sang chảnh, xinh đẹp, có tính cách khá hài hước giống với ngoài đời. Chia sẻ về vai diễn này, Vi Phạm hài hước cho biết trong bộ phim lần này cô được mặc đồ đẹp hơn chứ không khùng như những bộ phim trước. Vợ Dũng Ghi cảm thấy rất thoải mái và có thể giữ năng lượng từ đầu đến cuối. Là dân Tây ngang, điều đó khiến nữ TikToker lo lắng khi phải đóng chung với toàn nghệ sĩ gạo cội. Mỹ nhân sinh năm 1996 chia sẻ rằng Vi cũng cảm thấy áp lực lắm. Mình sợ quay cùng các cô chú diễn viên gạo cội, mình không làm tròn vai. Nhưng may mắn khi quay xong rồi thì Vi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Vi rất cảm ơn vì cô chú đã dạy cho mình nhiều kinh nghiệm hay và bổ ích. Nhờ lợi thế về ngoại hình, làn da nâu rắn rỏi và đường nét khuôn mặt rất tây, nên Vi Phạm luôn được truyền thông ưu ái, khán giả quan tâm khi xuất hiện. Cô nàng cũng chuộng các kiểu đầm ôm sát khoe triệt để hình thể khiến người xem khó trời mắt. Dù gặp nhiều ý kiến trái chiều nhưng Vi Phạm luôn tự tin, tự hào vì những gì mình sở hữu. Hot TikToker này còn may mắn khi có ông xã luôn động viên mình, sẵn sàng bên vực cô trước công chúng. Anh từng chia sẻ rằng: "Tôi thấy vợ rất đẹp, tôi thích màu da của cô ấy, nhưng màu da của vợ cũng không quan trọng bằng con người bên trong." Nói thêm về chuyện tình yêu với Dũng Ghi, cô nàng chia sẻ rằng cả hai đã chính thức đăng ký kết hôn sau 3 năm sống chung. Vi Phạm tiết lộ thêm cô vẫn chưa được ông xã cầu hôn. Là con gái ai cũng muốn lãng mạn, song nữ TikToker lại không quá quan trọng vấn đề đó. Đối với mỹ nhân này, sự thấu hiểu nhau mới thật sự cần thiết. Cô nàng và Dũng Ghi luôn xem nhau như bạn bè để thẳng thắn chia sẻ những khúc mắc trong cuộc sống và tình yêu. Từ khi chính thức thành vợ chồng hợp pháp, anh chàng cũng trở nên nhẹ nhàng và tình cảm hơn với bà xã của mình. Dũng Ghi luôn biết cách khẳng định bản thân là một người chồng tinh tế, yêu chiều vợ. Vi Phạm hài hước chia sẻ rằng: "Sau này ông cứ gọi vợ ơi nghe mà nổi hết da gà, tại vì chưa có quen với cách xưng hô như vậy." Vi Phạm và Dũng Ghi được khán giả yêu mến nhờ câu chuyện tình yêu lãng mạn. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi lại càng đầu tư hơn cho những video đăng tải trên TikTok. Người xem cười nghiêng ngả trước cách đối xử có phần cộc tính nhưng cũng đầy yêu thương nữ TikToker dành cho người chồng Tây của mình. Tiết lộ về dự định tổ chức đám cưới, nữ TikToker cho biết đây là một sự kiện trọng đại nên cô và Dũng Ghi lên ý tưởng kỹ lưỡng cho hôn lễ của mình. Vi Phạm sẽ tổ chức theo phong cách ông bà anh. Mỹ nhân gốc Vũng Tàu chia sẻ thêm: "Vi sẽ uống tóc lợn xoăn quanh đầu, chạy xe trên đường đất, mặc quần ống rộng rồi kéo lên tới nách. Phải như vậy thì mới là gu của Vi thích." Bên cạnh đó, cô nàng cũng tiết lộ việc tổ chức hôn lễ tại một bãi biển và mời những người bạn thân thiết, đồng nghiệp. Vi Phạm cho biết thêm, tuy nhiên đó chỉ là kế hoạch, cả hai dự kiến sau khi có con mới bàn kỹ càng hơn. Dù thường xuyên khẩu chiến, song đôi uyên ương luôn khiến dân tình ngưỡng mộ với tình cảm bền chặt mặn nồng. Đặc biệt, Vi Phạm và Dũng Ghi còn khiến người hâm mộ thích thú với gu thời trang đồng điệu, con đẹp mọi phong cách, thường xuyên xuất hiện với trang phục đồ bộ trong loạt clip hài hước trên TikTok. Song Vi Phạm và chồng Tây lại có gu thời trang đời thường cực xịn xò thời thượng. Cả hai đều theo đuổi phong cách cá tính hiện đại. Nếu cô nàng yêu thích những item năng động, trẻ trung, trendy, thì Dũng Ghi hướng đến hình tượng bảnh bao, đỉnh đạt trong thiết kế áo polo tối giản hay sơ mi họa tiết. Vi Phạm và Dũng Ghi không nhận để lại thiện cảm cho khán giả nhờ lối diễn xuất hài hước, mà còn là câu chuyện tình yêu đẹp của mình. Người hâm mộ luôn hy vọng cho đôi trẻ có thêm nhiều thành công trong cuộc sống và mãi nắm chặt tay nhau. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat. Nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, show your style. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.